Thưa quý vị, chiều qua 15 tháng 8, đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết Bộ ngoại giao Đức đã có công hàm thông báo về việc sẽ nối lại việc cấp visa trên hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú. Trước đó, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện đại sứ quán tại các nước Đức, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội. Trong các buổi làm việc này, phía Việt Nam thông báo chính thức việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ tiến hành bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị trú của hộ chiếu mẫu mới trên cơ sở yêu cầu của công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, trong đó có Đức, đã tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng của sở tại để tháo gỡ vướng mắc quanh hộ chiếu mẫu mới như vậy hiện nay chỉ còn phần lan và séc vẫn chưa nối lại việc cấp visa cho công dân việt nam mang hộ chiếu mẫu mới